chào quý vị, các bạn và anh chị em. Hôm nay tôi xin rất hân hạnh được trình bày một chủ đề là một câu thành ngữ trong cái văn hóa truyền thống của dân gian Việt Nam mà có thể nói là hầu hết mọi người đều biết. Đó là câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Thế thì tất cả mọi người đều biết và cũng chả ai có một cái đi sâu tìm hiểu về nội dung của câu này cả. Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, sao mua cả hai? Vôi cũng là một cái sinh hoạt hàng ngày trong cái cuộc sống của ông cha ta ngày xưa, bởi vì ông cha ta có cái tục ăn trầu. Thì ăn trầu thì quanh năm. Nên tại sao cuối năm mới mua vôi? Rồi muối cũng vậy, ăn quanh năm, tại sao cuối năm, đầu năm đã mua muối? Thế thì cái ý nghĩa câu này nó như thế nào? Thì hôm nay tôi xin trình bày và đây là cái nhìn chủ quan của tôi về trong những cái quá trình mà tôi nghiên cứu về văn hóa truyền thống Việt. Thì quý vị và các bạn cùng anh chị em đều nhận thấy rằng là muối và vôi chứ hết chúng đều có đặc trưng, đó là một màu trắng. Và trong cái lý học Đông Phương này và thuyết âm dương ngũ hành thì bao giờ nó cũng có cái dương trước âm sau. Bản chất của cái phạm trù âm dương thì nội hàm của nó tôi đã trình bày rất rõ trong cái cuốn sách Minh Triết Việt trong Văn Minh Đông Phương. Thì trong cuốn sách này tôi đã phân tích rõ nội hàm khái niệm âm dương là gì. Bản chất nó là một cặp phạm trù, nó là hệ quả của tư duy tổng hợp của con người nhằm phân loại tất cả mọi vật trong lịch sử hình thành vũ trụ. Nếu quý vị mà có nhu cầu tham khảo thì có thể đi tìm hiểu cuốn sách này. Nhưng ở đây thì tôi xin nói sơ như sau. Là cái khái niệm âm dương từ rất mấy ngàn năm nay lưu truyền trong sách Hán, phần lớn là được người ta hiểu nó là một cái mô tả một cái thực tại vật chất nào đó có tương tác, có thuộc tính trong vũ trụ này. Thí dụ như là dương xâm phạm vào âm, hoặc là âm thịnh dương suy, hoặc là dương thịnh âm suy, hoặc là âm khí nặng nề, vân vân. Những khái niệm đó khiến cho là người ta có cảm nhận âm dương là một cái khái niệm nó mô tả một cái thực trạng nào đó trong vũ trụ. Nhưng mà với nghiên cứu của tôi thì đó là sai. Âm dương thực chất là một cặp phạm trù là của một cái tư duy tổng hợp nhằm mô tả tất cả mọi trạng thái phân loại. Thì ứng dụng vào cái đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi với cái nguyên lý phân loại là dương trước âm sau thì chúng ta thấy rằng là muối là dương trước và vôi là âm sau, mặc dù cả hai đều mang tính dương là màu trắng. Đấy là cái tiền đề đầu tiên của tôi khi tìm hiểu về câu thành ngữ này. Thì cái muối tại sao lại là dương? Muối chúng ta bây giờ phải xem xét lại cái quá trình hình thành muối. Thì chúng ta đều biết rằng là muối là một cái sản phẩm của nước biển. Và các cái diêm dân, tức là những người làm muối ở bên bờ biển, họ đã múc nước biển lên phơi khô để chắt lại những cái
tinh túy của nước biển, đó là muối cho chúng ta sử dụng hàng ngày. Thế thì bây giờ chúng ta phải đi tìm hiểu cái bản chất của muối là gì. Khoa học hiện đại cho rằng muối là ở nước biển, sở dĩ tại sao nó lại ngày càng nó mặn lên thì họ giải thích rằng là đó là do cái muối khoáng ở trên đất, sông suối và nước mưa nó thấm vào đất, nó chuyển muối khoáng vào biển và làm cho nước biển ngày càng mặn lên. Và muối ở nước biển hình thành là do muối từ trên các lục địa đem xuống. Tôi xin lưu ý quý vị, đây là một cách giải thích chứ không phải được chứng minh trên cơ sở khoa học. Vậy bản chất muối hình thành như thế nào thì quan điểm của lý học Đông Phương lại giải thích một cách khác. Tôi xin nhắc lại, đây là cách giải thích và một cách giải thích được coi là đúng. Nếu chúng ta không có điều kiện kiểm chứng về các phương tiện kỹ thuật thì ít nhất chúng ta phải kiểm chứng trên cái tiêu chuẩn là tiêu chí khoa học làm chuẩn mực để thẩm định một cái giả thiết hoặc một lý thuyết khoa học hoặc một cái phương cách giải thích khoa học được coi là đúng, là nó phải phù hợp với chuẩn mực của các tiêu chí khoa học. Thì cách giải thích của lý học Đông Phương thì nó lại không phải cách giải thích như một số nhà khoa học hiện nay như mà tôi đã trình bày ở trên. Tức là muối nước biển sở dĩ ngày càng mặn lên là do muối khoáng từ đất liền tuôn chảy xuống do mưa hoặc do sông suối. Vậy thì muối nước biển xuất hiện ở đâu mà ra? Theo lý học Đông Phương, đó là sự tương tác từ vũ trụ tác động với âm khí ở dưới đất. Thông qua nước thì nước biển đã tạo ra muối, cho nên muối mang tính thuần dương và là dương trước nhất, vì nó tương tác trực tiếp với vũ trụ cho nên là nó trở thành cái sản phẩm đầu tiên. Tất nhiên là vũ trụ tương tác với trái đất thì tạo ra nhiều sản phẩm, nhưng muối ở nước biển là một trong những cái sản phẩm đầu tiên chịu sự tương tác trực tiếp từ vũ trụ lên trái đất này để tạo ra muối. Và điều này được mô tả qua một câu chuyện cổ tích của dân tộc ít người của Việt Nam. Tôi cũng không nhớ lắm là dân tộc nào, nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là dân tộc Tày. Thì cái dân tộc này có một câu chuyện cổ tích là có một anh nông dân được nghèo và được trong cái quá trình mà sống của mình, anh ta được một vị thần cho một cái cối xay. Và vì ở vùng sâu vùng xa trên núi cho nên cái cối xay của ông này, anh này nó có một cái may mắn là nó chuyên môn xay ra muối và bán cho tất cả dân bản ở trên đó, mà trên đó thì rất thiếu muối cho nên anh ta rất khá giả và được dân chúng coi như là rất là quý mến vì anh ta bán rẻ. Còn cái thằng quan lang mà thì nó bán muối cho dân chúng đấy thì nó bán đắt. Thì quan lang này nó mới âm mưu, nó tìm cách nó sát hại anh này để nó kiếm nó cướp cái cối xay muối đó. Thì anh ta mới đem cối xay muối ra biển trốn. Thì quan lang đuổi theo và bị sóng biển và cả anh nông dân bị lật thuyền chết, và cái cối xay muối nó rớt xuống biển. Thế nhưng vì cối xay muối nó tự động cho nên nó ngày đêm nó vẫn cứ xay, cho nên nước biển ngày càng mặn lên chính vì bởi cối xay muối đó. Thì đấy là câu chuyện cổ tích. Nhưng mà chính vì câu chuyện cổ tích này nó là gợi ý cho tôi một cái tương tác từ vũ trụ. Bởi vì khi chúng ta lật cái mặt cối lên, mà nhất là cối của đồng bào các dân tộc, chúng ta sẽ thấy rằng là nó chính là cái sự tương tác của vũ trụ. Quý vị, anh chị em xin xem hình cái cối xay đá của đồng bào dân tộc trên Lào Cai mà tôi có đây. Và cũng hình ảnh như thế trên bãi đá cổ Sapa. Thì đây là sự mô tả sự tương tác của vũ trụ. Và chính vì thế nó đã gợi ý cho tôi một ý niệm, một cái giả thiết. Một cái giả thiết và cũng là một cách giải thích là nước biển ngày càng mặn lên do tương tác của vũ trụ, chứ không phải do muối khoáng từ đất liền chảy xuống biển. Thì chính cái tương tác vũ trụ này làm cho nước biển ngày càng mặn lên, và nó được giải thích bằng hai cái mặt đá của cái cối xay. Muối thần làm cho nước biển mặn lên. Đây là cái cách giải thích của tôi về vấn đề sự tương tác của vũ trụ với lại địa cầu thông qua cái nước biển.
và làm nước biển ngày càng mặn lên, tạo ra muối. Cho nên muối là dương trước vì trực tiếp tương tác với địa cầu. Thì còn vôi, vôi là âm sau, bởi vì cái chất khí, chất dương, thuần dương của đá vôi khi nung ấy, nó là cái tất nhiên tất cả những cái gì có mặt trên trên trái đất này đều là chịu sự tương tác của vũ trụ cả. Đó là quan điểm của lý học Đông Phương. Nhưng mà vôi là nó thông qua sự tương tác và tương tác của chính trái đất lên lên chính nó mới hình thành các cái bãi đá vôi. Bởi vậy cho nên màu trắng của thuộc dương của vôi lại là âm sau, so với muối là dương trước. Chính vì vậy cho nên đầu năm mới đi mua muối và cuối năm mới đi mua vôi. Thế thì cả vôi và muối có tác dụng dụng gì mà ông cha ta phải nhắc nhở như vậy? Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã trình bày ngay từ đầu video clip này, do tính thuần dương của hai cái vật phẩm này là vôi và muối là trắng, mà quý vị và các bạn biết rằng là tính thuần dương thì nó rất kỵ với những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta quen gọi là âm khí. Đây là cái lý do tại sao ông cha ta thường hay dùng vôi để khử âm khí qua một cái hình tượng rất là phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam, đó là ông bình vôi. Và vào ngày Tết thì trước khi dựng cây nêu, ông cha ta bao giờ ông vẽ một cái mũi tên, một bộ cung tên chĩa ra ngoài cửa ở ngoài sân. Thì vì ngày xưa đất rộng người thưa, chúng ta đều biết rằng là vào ngày Tết và cái lúc mà dựng cây nêu thì ông cha ta luôn luôn vẽ bộ cung tên bằng vôi ở ngoài sân và mũi tên chĩa ra cửa. Ông cha ta giải thích là đó là để chống lại ma quỷ xâm nhập nhà cửa, nhưng thực ra cái bản chất thật của vấn đề đó chính là vôi. Vì như tôi vừa trình bày, vôi nó có cái dương tính rất mạnh và nó có cái nó chống lại các cái âm khí. Cho nên ông cha ta đã dùng vôi để mà tăng cường cái dương khí trong nhà mình lên. Và điển hình nhất là vẽ một bộ cung tên bằng vôi vào những ngày đầu năm, thì còn có sử dụng ông bình vôi như tôi đã trình bày ở trên. Trong cuộc sống hàng ngày của dân tộc Việt thì một trong cái để cho tăng cái dương khí và cái nội lực cũng như cái tính ấm trong người, thì rõ ràng ông cha ta có một cái phương pháp nữa cũng dùng đến vôi, đó là vôi ăn trầu. Các cụ nhà ta ăn trầu lúc nào cũng phải dùng đến vôi, và ăn trầu mà không có vôi thì gọi là trầu nhạt thì thiếu vôi. Các cụ gọi là trầu chay, trầu mặn là phải có vôi đấy. Thì qua đó để anh chị em thấy rằng là vôi có tác dụng như thế nào trong cuộc sống của mình về cái tính chất dương khí của nó. Thì còn muối thì mọi người biết rồi, ngay cả trong những cái lúc, những cái trong phong thủy bọn chúng tôi mà để chấn yểm, hoặc trong gia chủ nào mà nhà có những cái góc mà nó u tối như là gầm cầu thang chẳng hạn, hoặc những cái góc phòng mà khí nó tụ ở đấy nhiều, thì người ta thường để một hũ muối, nhất là muối rang, hoặc là khi mà gặp những cái những cái mà ông cha ta quan niệm là do âm khí nó gọi là âm khí nó xâm nhập vào, thì người ta cũng thường giải muối lên. Thì qua đó anh chị em và các bạn cũng thấy rất rõ rằng là muối nó có tác dụng khử âm khí rất mạnh cùng với vôi. Thế thì cái ý nghĩa của vôi và muối như tôi đã trình bày với quý vị và các bạn, đó chính là cái tính chất dương khí của hai cái vật phẩm này nhằm chống lại những cái mà ông cha ta quen gọi là âm khí làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người. Thì vôi muối nó có tác dụng bảo vệ cho cuộc sống của con người theo quan niệm của cái truyền thống của ông cha ta ngày xưa. Và dương tính của vôi muối rất mạnh, nhưng mà như tôi đã trình bày tại sao lại phải đầu năm mua muối, chính vì tính chất dương trước của muối. Trong dương, vôi và muối đều thuần dương, nhưng trong dương cũng có phân biệt cái trước cái sau. Thì muối là dương trước và vôi là âm sau. Âm sau là so tính chất dương của muối,
chứ không phải nó là âm so với chúng ta. Đấy, đấy là tính phân biệt của phạm trù gặp phạm trù âm dương. Thì tôi trình bày lên đây là cách giải thích của tôi, chia sẻ với mọi người và anh chị em. Xin cảm ơn quý vị anh chị em đã quan tâm đến video clip này.